Xin mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn lại quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cấp nha. Hôm nay mình lên 2, 4, 6, 6 cái yên cho anh em lên xe nha. Yên custom mới, yên 86 mới trong bịch, yên city tháo xe, yên custom tháo xe, yên CD với yên CD 67 hồng mới Việt Nam. Đó, giới thiệu từng cái nha. Đây, cái đầu tiên yên custom mới nha anh em. Đó, này là hàng mới trong bịch. Đó, này là hàng zin nha. Đó, có tiền thì chơi mấy cái này là ngồi nó mới sướng đít nha anh em. Đó, đây là 86 mới trong bịch luôn. Đời cao thì nó sẽ có cái bát này nè anh em. Đó, giống như mấy xe đời đầu á thì nó cái bát nó riêng. Đó, bát riêng. Nhưng mà đời cao thì cái bát nó dính chung rồi, nó dính chung vô đây luôn, anh em muốn mở ra cũng không được nha. Đó, nó xài bát riêng, không có xài chung với mấy cái bát của đời cũ rồi. Đó, thì đời cao nó vậy. Xe từ đời 92, 93 trở đi, 93 trở đi thì sẽ thấy là cái bát nó sẽ nằm đây nha. Còn 92, 91 trước thì cái bát nó nằm rồi, hai ngóc bát rồi các bạn. Đây là hàng mới trong bịch. Tức là xe mà đời cao nó xài cái yên này nè anh em. Đó, mấy con xe mà xe thùng rồi đó thì nó sẽ thay những cái yên này vô. Rồi, cái này chắc là khỏi cái bàn xấu đẹp gì hả các bạn. Khỏi các bạn nha. Anh em nằm dưới bàn xấu hay đẹp thôi nghĩ phản dẹp luôn cho rồi. Rồi, yên city nè, yên city tháo xe nè. Đây là con city mà mình tháo ra các bạn. Đồ city bán hết rồi, còn lại cặp mâm thôi. Với lại yên. Rồi, yên này em city nha, ngồi rất là đã. Anh em nào mà chở hàng á, yên này dành cho anh em chở hàng. Đó, mốt zin nó ngồi rất đã nha anh em, mốt zin nha. Da thì bọc lại rồi nè, bọc da nó bọc lại bên kia nha các bạn, da nó bọc bên kia chứ không phải da Việt Nam nha. Việt Nam cũng không có cái da này luôn nha anh em. Da này bên cam người ta bọc lại cái da này. Đó, anh em ngồi chở hàng, anh em ngồi yên này là bao em đít cho anh em nha. Rồi tiếp theo là yên custom hoặc là 81-86 đế sắt. Đây, xe anh em mà từ đời 92 trở về trước là 83-84-85-86-87-89-90-91-92 đó là cái đế nó bằng sắt nè anh em. Đế bằng sắt thì hết yên của nó là chân. Còn đời cao, đây đời cao thì nó là đế nhựa. Đó, đế nhựa nha. Giờ hết của nó là hai chân, nó cũng có một cục hít nhưng mà nó hai cái chân ở dưới. Đó, đi nhựa nha. Còn đây là đi sắt một chân. Đó, bát của nó sẽ là bát rời. Còn đây nó sẽ là bát dính vô, dành cho anh em nào thích gắn đúng đời. Một là đế sắt, cái thứ hai là thích đế sắt. Một là thích đế sắt, cái hai là thích đúng đời. Đó, thì từ 92 chơi trước đó là đế sắt cho anh em. Gia viên nha, gia viên này, yên này 92 nên yên nó hai màu nè, đây màu trắng, đây màu đen. Còn đời cao thì nó màu đen luôn, hai bên màu đen. Đó, đây, hơi trắng tí xíu bạn. Gia viên nha anh em, gia viên nha, không lủng không mục, đẹp. Đó, anh em này lên xe là bá cháy bồ chét nha. Đó, rồi tới yên CD. Yên CD này mình tháo của con CD 90. Thì yên thì không phân biệt, riêng yên CD thì không phân biệt 50 hay 90 nha. 50, 70, 90 yên giống nhau hết. Những cái khác thì nó khác, nhưng mà yên riêng CD thì nó giống. Gia viên nha anh em. Ở đây nó có hai vết nứt. Thì Nhật người ta có hàng này, hàng Nhật bạn, Việt Nam mà không đủ trình độ để hàng mấy dấu này mà. Hàng mà cứng luôn, hàng mà nó cứng luôn nè. Đó, hàng rồi nha. Có hai dấu hàng. Còn lại thì da zin. Da zin nha anh em. Da zin đó. À, đẹp nha. Da zin đẹp. Anh em nào lên xe CD nè. Đế zin, mốt zin, ở dưới sơn zin luôn nha. Sơn này zin luôn. Đó. Anh em mà lên CD là đúng bài nha. Rồi. Và cuối cùng là con yên dành cho anh em gắn xe CD với 67. Đây hàng Đài Loan. Lâu hàng Việt Nam là nó bằng nhựa, còn đây hàng Đài Loan nó bằng sắt các bạn.
bằng sắt nha, đế này bằng sắt đó. Này lâu ở Việt Nam gì không biết, tóm lại đây là đế bằng sắt đó. Đế bằng sắt thì ngồi nó không có bị lâu ngày nó không có bị gãy như bị quẹo các bạn. Thông thường anh em mua mấy cái yên mà đế bằng nhựa nó có 100 mấy chục ngàn, anh em ngồi vài bữa cái nó xeo lại trẹo. Mà đặc biệt là cái bát phía trước là nó bằng sắt thì nó mới ghim vô cái thùng xăng được. Còn bình thường anh em chơi cái bát bằng nhựa ngồi vô hậu yên trượt qua trượt lại luôn, nó xẹo nát đít luôn nha nè. Đó, da rất là đẹp nha, em nhìn nè, y chang như zin luôn, da y chang như zin luôn. Đó, cũng là cũng chỉ nè, đó cái kiểu. Rồi sáng nay nhân tiện mình chỉ cho các bạn yên da zin với da bọc lại nó khác nhau chỗ nào nha. Đây là 4 cái yên da zin, còn cái này bọc lại, cái này cũng bọc lại, cái này bọc lại giống zin, cái này bọc lại giả zin đó. Rồi mình sẽ chỉ chi tiết cho anh em luôn. Đây, lấy cái thằng 86 này lên chỉ cho nó dễ nè. Đó, anh em thấy là cái yên này á nó có hai lớp, một lớp bên đây và lớp bên đây, và nó nối liền bởi một cái lớp trên giữa này. Thì cái này là bên Nhật người ta ép nhựa nha anh em, người ta ép nhựa cho nó dính vô, ép nhựa cho nó dính vô và đó. Còn ví dụ như đây thì giờ người ta không ép mà người ta mai chỉ. Thì cái thằng đây người ta cũng mai chỉ nha các bạn nhìn phía dưới nè, các bạn sẽ thấy đường chỉ nè, thấy đường chỉ không, các bạn dạch lên các bạn sẽ thấy đường chỉ nha. Đó, rõ ràng các bạn thấy đường chỉ, thấy chưa? Rồi thì đối với những cái yên mà da bọc lại á thì người ta sẽ mai chỉ nha các bạn. Đó, này da zin nè. Đây mình chỉ cái cấu cho các bạn luôn. Cái yên này nha, yên này zin nè, yên này bọc lại nè, thì bên đây nó có một cái cọng chỉ chính giữa này, các bạn thấy không? Đó, chính giữa. Và bên đây nó cũng có một cọng chỉ. Giờ bên đây sẽ là hai miếng da khác nhau, giờ cái miếng này cũng là hai miếng da khác nhau. Đó, thì đối với mà da zin nhá, các bạn lưu ý nha, đối với da zin nhá thì người ta lấy miếng nhựa này cộng với miếng nhựa này cộng với cái miếng chỉ này, người ta ép nhựa cho nó dính vô luôn, tức là không có chỉ, ép nhựa dính luôn, nó ép giống như này nè anh em. Đó, nó ép giống như này nha. Đây, mình muốn biết hay không thì mình giật cái ngón tay mình lật ra mình coi thử có cộng chỉ hay không. Giống như bình thường các bạn nhìn vô các bạn thấy chỉ đúng không, bạn dỡ ra các bạn thấy cộng chỉ liền. Đó, cái cộng này nó rời hoàn toàn là các bạn có thể biết được zin halo nha. Đây là mình nói xe cúp thôi nha, còn đối với những dòng CD thì nó cũng in, nhưng mà những dòng đời khác có thể là nó ngoài các bạn, mà riêng dòng CD tức là cái mẫu yên dài này nó zin thì nó cũng ép nhựa luôn nha. Mình đang chỉ xe cúp cho các bạn nha. Đó, ép nhựa nè, thấy không, bạn thấy là nó ép nhựa cho nên các bạn không thấy đường chỉ đúng không. Đó, zin. Còn đối với lô thì nhìn vô thì thấy ra. Rồi bây giờ mình soi tới cái hai cái yên này, thì hai cái yên bên đây mình coi thử hồi nãy giờ mình nói zin thì nó đúng hay không nha. Đây các bạn dỡ lên, dỡ cái đít nó lên, rồi xoa đó, các bạn dỡ cái đít nó lên đó, làm thấy là nó khít không, đó sẽ chuyển sao zin nha anh em. Đó, zin thì ép nhựa không có chỉ ha. Rồi thấy yên đây đó, các bạn nhìn ở dưới, dỡ cái đít nó lên, dỡ đít coi cái lỗ đít của nó đó, không có đường chỉ, có nghĩa là zin. Đây, dỡ trên lên, dỡ trên lên, không có đường chỉ, zin. Đó, thì các bạn lưu ý là nó có trường hợp như này các bạn, ví dụ như cái da nó bị rách đi, nó sẽ lấy cái miếng trên là zin, nó lấy luôn cả miếng này, rồi cái miếng dưới á, nó thay một cái miếng lô khác và nó sẽ mai lại, thì nó mai là nó mai cái đường chỉ ở dưới, còn ở đường trên nó vẫn giữ cái miếng này để zin nè. Đó, còn ở dưới là cái đường chỉ đó, thì nó cũng có trường hợp là người ta giữ cái miếng ở trên lại là miếng zin, còn cái miếng đằng sau là miếng lô. Thì tùy từng tùy nha, anh em mua yên bất kỳ ở đâu, anh em đang soa xem là yên da zin hay da lô, tại vì da zin thì nó mất tiền mà da lô thì nó rẻ. Nó khác nhau ở chỗ là khi mình người ta chơi xe thì mình chơi đồ zin hay đồ lô thôi. Ví dụ như một cái yên đẹp như vậy, giá tiền nó vậy, chỉ cần cầm cái yên này đi bọc cái da yên khác thì giá của nó không còn là cái da zin nữa, mà giá của nó là trở thành là một cái yên
rẻ tiền bình thường, một yên rẻ tiền các bạn. Tại vì nó mắc là nó mắc ở cái da, người ta mắc là mắc ở mức độ sưu tầm, người ta thích chơi đồ zin chứ còn bọc lại thì người ta không thích. Còn đối với những mà xe anh em mà mua xe rẻ tiền á thì anh em chơi yên da bọc lại, tại vì anh em muốn là cái nệm nó ngồi êm đít chứ không cần cái da zin, không có dầu xe các bạn chở hàng thì đương nhiên các bạn cần là cần cái nệm nó êm đít nào, còn da zin không quan trọng. Còn với những người mà để ngắm xe thôi thì đương nhiên là yêu cầu là phải cái da zin rồi, da zin không quan trọng. Thấy không, mềm không, đã chưa, ngồi vô nó sướng lỗ đít, mà đặc biệt là nó sướng ở chỗ này nè các bạn, nó êm là nó sướng chỗ này nè, rất là êm nha anh em. Rồi anh em có nhu cầu cần cái yên nào thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua, ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao thành nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha, để tránh trường hợp người ta lừa đảo các kiểu còn đà điếu, thì anh em nhớ kiểm tra thông tin người bán trước khi mua nha anh em, để kéo là chuyển tiền đây là tiền mất tật mang nha các bạn. Dạo này gần Tết là lừa đảo nhiều mà, lấy hình up lên mạng bán giá cực rẻ chuyển cọc xong là mất tiêu luôn nha. Thì bên mình bán chuyển đủ tiền không có cọc các bạn, tất cả những hàng bên shop mình bán là chuyển đủ tiền không có cọc nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn, nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng xe cấp nha.